Cảnh sát nghi ngờ nhiều thanh niên bị thương trong vụ đâm tàu hỏa. Theo Reuters, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thi thể khác vào hôm qua, mùng 4 tháng 6, dưới đống đổ nát của đoàn tàu chật bánh ở miền nam nước Đức vào thứ Sáu, mùng 3 tháng 6 và nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người. Bộ trưởng Giao thông Đức Volker Quisling đã đến đây và cho biết ông vô cùng xúc động khi thấy quy mô của vụ tai nạn. Ông cũng cho biết thêm đã trao đổi chặt chẽ với các lực lượng khẩn cấp, những người đã làm việc không mệt mỏi, những người đã làm việc đến mức kiệt sức. Cảnh sát trưởng Manfred Hauser cho biết đã có 5 người đã chết và 40 người bị thương. Và trong số những người bị thương có lẽ có cả những nạn nhân nhỏ tuổi, vì con tàu đang trên đường trở về nhà sau giờ học ngày hôm qua. Ông cũng nhấn mạnh nhiều chi tiết bao gồm thông tin về số người mất tích chính xác vẫn chưa được kết luận. Sau nhiều nỗ lực thất bại, cần cầu đã thành công trong việc cầu ít nhất một toa của đoàn tàu đã lăn khỏi đường ray.